Cũng trong ngày 5 tháng 5, Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B kết hợp phòng tư pháp thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, ban ngành, đoàn thể, trưởng, phó cốm, các thành viên tổ quà giải và nhân dân trên địa bàn phường. Tại hội nghị, bà Phan Thị Phương Loan, trưởng phòng tư pháp đã triển khai đến các thành viên luật phòng chống tham nhũng năm 2018, nghị định 130 trên NDCB về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Đồng thời, báo cáo viên đã cung cấp những nội dung cơ bản của luật tiếp công dân, được khiếu nại năm 2011, luật tố cáo năm 2018, luật hòa giải cơ sở, nhất là các nội dung về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo. Qua tuyên truyền giúp cho các thành viên nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng và hiểu sâu hơn về mục đích ý nghĩa và quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân và được trang bị kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương, góp phần tăng cường nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về vai trò của luật pháp trong đời sống, nâng cao sự hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.